đắp dễ này. Đây kỹ thuật trồng dừa đây các bạn. Đây dừa đây là dừa gì? Không biết dừa đây. Dừa đây là dừa dừa xiêm. Dừa xiêm. Là nắng đâu sao chứ mưa xuống là hơi mệt à. Đào cái hố khoảng 50 nha các bạn. 50 sau 40. Đây thợ trồng cây. Chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp trồng cây. Còn 3 mét thì không làm nữa. Bò ngon ha. Ừ. Mày mất nó lớn đã. Ừ. Bò phần bờ chứ. Bò phần bờ xung quanh nữa nè, cám nè. Sụp ruột, sụp ruột đào bỏ đâu hết rồi. Hả? Sụp ruột á. Chết. À, hò hò chúng nó còn vít nha. Đây chắc 5 mét cây á ha. 5 mét cây không? Đẹp ha. Nước rồi. Nó đen luôn mà. Mưa xuống là đi tắt nước đó. Đây mà đây. Đây dừa xiêm đây. Đủ nó ra rễ nè, phải không? Ra rễ ra mà. Ừ. Ra mấy cái rễ nè. Cái đây khi mình trồng là mình rải vi băm nha các bạn. Đã xong. Lá. Đùa thuốc vi băm nó hồi vậy ha. Vi băm nó hồi. Đã xong. Quay đây đăng về ai nó biết trồng thì nó coi nó trồng. Phải không? Bắt chước trồng theo. Đây mình có phù bò ở nhà dưới con bò nè. Bò ở dưới đây nữa.
Sống đâu không già? Lá mì là lá mì ăn phải không? À. Lá mì này là giàu ăn được rồi. Lá mì này nó có củ không? Lá mì này cho lá mì gì? Lá mì này. Trắng. Dạ? Trắng ấy. Lá mì trắng hả? Đây, Maramep. Chuyên gia trồng cây. Chưa đó. Đây là anh, đây là kỹ thuật trồng cây. Cho lên mạng luôn. Một anh là kỹ thuật, một anh là chuyên về dinh dưỡng phân bón cho cây không? Rồi trồng sao? Trồng nói chứ, để sao chứ. Quay cái này người ta xem, người ta bắt chước, người ta trồng phải không? Hố 50-50, sau 40, sau 50. Trồng lói cuốn ra, lấp cuốn là chết á. Cây. Quá thuốc khổ quá. Nó mưa xuống nó nước ở đây sao? Thấm xuống là thấm được, thấm nổi đâu. Đây cái mì này, mì đây là chừng nào có thu. Đây mì trắng hay mì đen đây? Mì trắng. Mì đen là khác. Mày đen nó khác. Cây này trồng khoảng mấy năm là mình có thu ra? Dạ. Dạ. Đào xong hết hố rồi hả? Không biết. Đào hố xong hết rồi hả? Còn nhiêu rồi. Mấy? Mà còn nhiêu cây nữa? 10 cây. 10 cây rồi. Mày chấm 2 năm, 2 năm rưỡi. 2 năm rưỡi mà bỏ phân đẹp mà ăn ngon. Không có dậm xuống nè. Không cần rồi. Hôm nay dừa ngắn và chảy dừa xưa nó cao quá, ông nội em hái đúng không? Ừ. Hái mệt. Ừ.